cây mai nhịp vô đây rất là đẹp luôn các bạn. Cao cỡ này nè anh Khoa, mình treo bao lì xì rồi nó mới đẹp. 3 đồng à, 3 đồng, 3 đồng một chậu hết các bạn. Rẻ quá chừng luôn. Nếu mà cái chậu mai vậy nè, không vô chậu là vừa rồi anh Khoa nói là 30 hả? 30. Còn giờ anh vô chậu như vậy là nhiêu? 40. Cái này cái lá lưu hết đó là hiện tại giờ gì mình bán giống như là cái hàng này mình bán on sale luôn á cho dịp Tết. Không có bao nhiêu cây cho nên anh Khoa ế nhanh luôn cho nó xong. Anh Khoa nói giá giùm em được mấy cái này không? Chơi gamble ha. Một có là mắc, còn hai là rẻ rề luôn. Còn hai nữa là lại cho đem về chừng luôn. Rồi chừng phi luôn. Để qua Tết rồi đâu bán được, giống như bên Việt Nam chờ coi như chợ hoa mà chợ cuối 30 là đem về bưng về chừng. Đúng rồi đó. Nụ mà nhỏ 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 là quá chừng nụ luôn. Đẹp mê luôn. Ai đến trước thì lựa trước. Bây giờ mà các bạn mua mà chưa có nụ á thì là hơi bị trễ anh Khoa hả? Hơi bị trễ rồi. Vậy là mình lựa là phải cho có nụ. Mua ra này này xem, mua bịch nhỏ nhỏ bỏ lên trên thôi. Dạ. Bình thường rồi. Mua đây mình bỏ lên cũng được. Do thái xanh với do thái đỏ cái chung này... một cây luôn. Em thích cái đá màu này anh Khoa. Sáng. Nó sáng mà nó sang. Đúng. Nó bóng mà như ngọc vậy đó. Các bạn nhìn cái cây mai đẹp rực rỡ không? Anh Khoa treo mấy trái châu nó nhìn thấy thương quá anh Khoa. Đẹp quá, thơm quá, thơm ngào ngạt luôn đó nha. Cái này thiếu bao lì xì anh Khoa? Chưa có bao lì xì cũng lì xì mà đi. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn ơi, My đang ở vườn cây của anh Khoa nè. Hôm nay những cái bông nó nở ra đẹp quá chừng luôn các bạn. Thôi nè, nở rực rỡ luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Không khí Tết tràn ngập luôn. Có mấy cây mai đỏ nữa. Nhìn dễ ghét lắm luôn các bạn ơi. Các bạn, anh Khoa đang có nhiều cái chậu mà My thấy cũng rẻ cho nên cho các bạn xem. Cái chậu này nè, màu bạc cũng đẹp lắm. Bự, cái gan cũng cỡ một gan tay hơn á, mà có 3 đồng à, 3 đồng một chậu, 3 đồng nè. Rồi còn cái này, ồ cái này có 2 đồng mà các bạn. Nhiều cái chậu màu đỏ, nhị màu vàng, mà ý là nó chưa có nở hết đó nha, nên nở hết chắc cái cây này là đỏ rực luôn. Thì nó đỡ từ từ như nó có mi. Dạ. Từ đây tới Tết là vẫn có bông nụ ra. Dạ. Nụ mà nhỏ 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 là quá chừng nụ luôn. Cái chậu này đẹp lắm các bạn. Anh Khoa nói cái giống sâu chê này là silat wood hả? À cái đó silat wood đó của mi. Dạ. Cái giá bao nhiêu được không anh Khoa? Chứ dù cây này dày gì, dạ. Cây này thấy vậy chứ nó già rồi. Tại vì trong cái chậu nó nhỏ quá rồi mình không có thay đất nào kia gì. Vô chậu lâu rồi phải không? Đặt rễ trên rồi. Ồ, dạ. Về mình vô chậu bự thì nó bự lên thôi chứ không gì trơn á. Dạ. Mùa sau nó lớn lên thôi. Như cái size này là 120 đồng. Dạ, bằng giá hết luôn không? Không, mỗi cây mỗi giá khác nhau của My. Vậy hả? Cây bự cây nhỏ phải không? Ờ, vậy là 120 trở lên. Ờ, 120 trở lên. Dạ, như cây này là nhiêu? Như cái cây này á là 150 mà mới thấy không nè, cái đặt rễ ra thấy không nè. Wow. Đó. Dạ. Thành ra nó không có đủ rễ thôi. Các bạn, cái gốc này bự lắm nha. Nó già hết trơn rồi. Nó lớn bằng ngón chân cái của mình á. Cái gốc bự lắm. Cái chậu này giống như là để vậy thì cái chậu gì sao cây nó bự được. Dạ. Chứ nó già rồi. Silat wood nè, ai thích cái giống này thì mình mua đem về. Cái này đang anh Khoa đang giảm giá. Cái giống này hiếm hơn là lan nộ anh Khoa hả? Hiếm. Khó kiếm hả? Ờ, có kiếm. Anh có nhiều không? Có mấy cây à, không có nhiều. Ờ, vậy mấy. Hả? Vậy thì các bạn, các cô chú nhanh nhanh. Các bạn, này là Alano Sabuche, cây này nhiêu anh Khoa? Cái đó 100 đồng đó cô My. 100 hả? Ờ. Các bạn, anh Khoa đang giảm giá 100 đồng. Ừ, cái này giống như mình muốn bán nhanh nặng cho có chỗ để cho qua Tết vậy thôi. Dạ. Ừ. Rồi, các bạn. Cơ hội mua rẻ nữa nè. Mình nên mua nha. Nếu mà ai cần làm giống Sabuche Alano, cây Sabuche 100 đồng các bạn. 1 2 3 4
gần 5 gang tay. Còn có mấy cây à? Trời ơi, có nhiều. Dạ. Các bạn, cành lá xum xê luôn. À la nồ nha các bạn. Cành lá xum xê luôn. À, anh buộc lại à hả? Cho nó buộc lại cho nó gọn á. Cho nó gọn á hả? Dạ. Cái này đứng là cũng ngang ngang lưng quần mình đó các bạn. Wow. 15 feet high nha. Cái này hơn cao hơn lưng quần luôn nè. 4 gang tay hơn á. Nếu mình tính vậy. Dạ. Đất mình bỏ phốt pham rồi dưới trơn hết trơn á. Ờ. Ừ. Rồi 100 đồng rồi các bạn. Cơ hội mua rẻ nha, anh Khoa bán nhanh để có chỗ cho hoa Tết. Các bạn, cây mãng cầu đỏ này hai màu nè. Mà mãng cầu đỏ, bên này cái gì anh Khoa? Cái này do Thái xanh với do Thái đỏ của mình. Úc hay do Thái? Do Thái hả? Ồ, nè, do Thái nè các bạn. Do Thái xanh với do Thái đỏ. Chung này, một cây luôn. Cái này thỉnh thoảng mới có một hai cây thôi chứ không có nhiều. Dạ. Hồi cái gốc cũng bự lắm nha các bạn. Gốc bự đó. Đang có bông tiếp nữa anh Khoa. Này bông bông đỏ hả? Bông đỏ. Bông của mãng cầu đỏ. Thì cái mùa đông rồi cũng không, chắc nó cũng không lớn trái nổi luôn, mình cũng không để không trái. Không cần chấm hả? Không cần chấm, mà mãng cầu đỏ thì nhiều khi không cần chấm nhưng có trái được. Dạ. Với nhiều khi mình không có chấm, mình lấy băng keo mình dán hay là mình buộc cổng thun gì các bạn cho nó xếp lại như vậy nè. Mà buộc tuốt ở dưới nha, đừng buộc trên. À, buộc thun cho tuốt như vậy nè. Rồi nó cũng tự đậu trái luôn à. Cũng dễ. Nè mãng cầu hay giống ghép vô nè các bạn, mãng cầu xanh, mãng cầu đỏ. Mình thích mấy cây như vậy nè. Nó làm cho cái nhà mình không có cần trồng hai cây á, nó không có chiếm chỗ. Cái này cây lá Lubert đó là hiện tại giờ gì mình bán giống như là cái hàng này mình bán on sale luôn á. Cho dạ. Dịp Tết này gì là mình bán 160 đồng cây này. 160 đồng hả? 160 đồng cái cây này, hồi năm rồi là 250 á. Wow, các bạn cơ hội mua rẻ nha. Đang có nụ quá chừng luôn. Cái này 160 đồng giá Lubert các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá bữa nay thôi nha, còn 11 nếu mà ghi vô đây luôn đi. 11 thì giá có thể thay đổi hả? À, nếu mà hết hàng này. À, hết có thể thay đổi, mình này cũng không có bao nhiêu cây cho nên. Không có bao nhiêu cây cho nên anh Khoa ấy nhanh luôn cho nó xong. 160 đồng nha các bạn, cái cây cao lắm, cao trên 6 feet á. Cái cây này thực sự là không có cần phải Tết nhất gì trơn á. Cái này á, ví dụ như bây giờ nó ra hoa như vậy, nhưng mà trong một cái trong năm gì nó sẽ ra lác đác. Dạ. Nó không phải ra đồng loạt mà nó sẽ ra lác đác, một vài bông xuất hiện hoài. Dạ. Wow, này là hoa mộc lan màu vàng nha các bạn, vàng rực rỡ luôn, vàng như hoa mai vậy đó. Gốc bự lắm. Chậu cũng bự luôn nữa. Cái này phải đi xe bự mới chở được hả? Cái này là phải đi xe mà xe thường cũng chở được nữa. Được không? Để bỏ, bác sĩ chơi được không? Bác sĩ chơi sai á. Ồ. Trời ơi cái tàn đẹp lắm các bạn. 160 đồng nha các bạn, giá đặc biệt. Ôi, nụ quá chừng luôn. Về chân nhiêu chân còn nhiêu. Cắt mấy cái này nè anh Khoa hả? Đem vô trong nhà, cắm vô bình bông cũng đẹp. Còn cái này mình về muốn lùn xuống gì? Dạ. Mình về cái gì? Tết thì mình cắt đại xuống tới đây luôn. Dạ. Cắt đại đây gì mình chưng cho cái bình trong nhà cái gì? À. Rồi mốt cái thằng này cái gì nó nhảy lên lại là nó ra cây lùn thôi chứ gì á. Dạ, đúng rồi đó, mình làm nếu mà ai muốn làm kiển nha. Muốn làm kiển kiểu như trồng trong cái chậu lùn á là như vậy đó. Dạ. Wow, hôm nay giá đặc biệt các bạn. Mà phải nhanh nhanh nha để anh Khoa hết. Số lượng có hạn. Các bạn nhìn nè, dễ ghét lắm luôn á nha. Coi nè. Hoa Queens Double mà không có gai. Cánh kép đó các bạn mà màu hồng. Trời ơi, thấy thương không? Ờ anh đang bỏ sỏi vô hả? Ừ, bỏ thêm vô. Giống như sỏi như kia mình bỏ sỏi này cho nó đẹp hơn đúng không? Dạ. Nè. Cho ai thích màu nào chọn màu đó phải không? Ai thích màu nào chọn đó, còn nếu như không thích nữa gì về lấy ra đi mua sỏi khác bỏ vô. Dạ. Ừ. Đúng rồi, cái sỏi này bán ở 99 cent đó các bạn. Đủ màu, đủ kiểu hết luôn á. Ừ. Còn ví dụ như ai thích kiểu về để về, còn không thích á thì cứ về gạt ra mua ra 99 cent mua bịch nhỏ nhỏ bỏ lên trên thôi. Dạ. Bình thường à. Sỏi màu clear cũng có, kim tuyến cũng có, đủ màu hết trơn luôn á. Có màu xanh màu đỏ nên qua đá nhuộm á. Cũng có luôn nữa. Thì mua đây mình bỏ lên cũng được luôn. Được luôn. Được hết á. Chỉ có ai trả tiền thôi à.
quá đẹp. Nó vừa có màu này màu này, coi ai chọn màu nào. Cái này là loại mai nhỏ nhỏ để trên bàn nè các bạn, thấy thương không? Gọn gọn nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Hai cành để lên mà nụ nhiều lắm nha các bạn. Thấy như vậy chứ nó nhỏ mà nó có vỏ đó nha. Nó chỉ bị nứt nụ trên xanh này phải không? Dạ. Nó nứt nụ qua trên. Mà cái loại mai này nó cũng lâu tàn hơn là mai lâu, Việt Nam phải không? Lắm. Nó cũng vậy hoài vậy. Dạ, nó lâu tàn mà nó không chịu rụng nữa. Chừng nào nó rụng bong hết rồi nó mới ra lá. Dạ. Quá đẹp luôn. Còn cái trên đây thì thôi, đặc rực nụ luôn các bạn. Đẹp ơi là đẹp. Bên này 4 cành luôn. Đủ kiểu hết nha các bạn. Các bạn thích chậu nào, thích đá nào, thích kiểu nhánh nào. Ai chưa có biết mai Nhật thì My nghĩ nên chưng một lần cho biết rồi sẽ thích. Thích hơn mai Việt Nam. Đúng rồi, thấy nó lâu tàn lắm, nó không có bị đổ. Dạ, nó không có bị rụng. Mà bông nhiều, nó sai bông á. Sai quá chừng sai bông luôn. Cái bông nó nhỏ mai Việt Nam nhưng mà rất là sai bông. Nhưng mấy cái này gì là khủng khiếp lắm nè. Dạ. Mấy cái này nụ nó bự luôn ha. Nó đầy, đầy nó lòi. Nó lòi cái nụ lên quá chừng luôn á. Coi như một cái nụ mà thấy nhỏ nhỏ như là một cái bông á. Dạ, ở đây như này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái nụ như là 7, 8 nụ rồi nè. Thì mới thấy không, giống như nó trổ này trước. Rồi tới thằng này trổ từ từ hết, chừng nào hết thôi. Dạ, quá chừng luôn. Này là mai Nhật á các bạn. Còn bên này là cây đào. Đào đỏ rực luôn. Trời ơi, ai mà chưa có sang chậu á, muốn về tự sang chậu thì mình lấy mấy cái này nha. Nguyên một chùm bông đây luôn nè. Đẹp mê luôn. Ai đến trước thì lựa trước. Bây giờ mà các bạn mua mà chưa có nụ á thì là hơi bị trễ. Hơi bị trễ rồi. Tại vì còn có 2 tuần nữa à, mà cái này á nó luống vậy chứ cả tuần nó mới nở ra. Thì mình enjoy trước Tết như vậy. Rồi bắt đầu ra Tết là nó đua nhau mà nở thì mình tiếp tục mình enjoy nữa. Còn như nó nở lắc đác hoài thì đây tới Tết luôn á. Dạ, mà nó nở nó cũng lâu tàn. Cho nên nếu mà mình mua mà không có nụ như cái cành này này, ví dụ mình nói coi như là hơi bị trễ đó. Vậy là mình lựa là phải cho có nụ. Nè, em thấy giống như một ngày nó cũng lên nở, mà nở một chút rồi thì cả tuần nó mới ra được cái vậy. Rồi 2 tuần nữa mới nở ra hết. Nè, cành này cũng có ha. Vậy là lựa cái cành cây nào mà có nụ hả lấy. Ồ, em thích cái chùm này nè. Đang nở ra nhiều nè. Ồ, cây này chưa nở nè nha. Cây này chưa á. Anh Khoa nói giá giùm em được mấy cái này không Khoa? Như cái này cái giá hiện tại bữa nay, ví dụ như cái chậu này, cô mình thấy không, 65 đồng. Dạ. Đúng không? Cây này, ví dụ như vậy gì? Dạ. 35 đồng cây quyên này kia ha. Dạ. Nhưng mà là giá bây giờ. Dạ. Trong cái tuần này thôi. Còn ví dụ như cô chứ muốn là coi thích mua còn hay nó chờ, ví dụ như chừng tuần hay tuần nữa có thể nó giá thay đổi, có thể là ví dụ như là nó rẻ hơn cũng không chừng. Dạ. Thì ví dụ nó rẻ hơn thì bán rẻ hơn. Như là giá không có cố định, cái đúng video rồi. Này giá không cố định nha các bạn. Dạ. À, tại vì cũng bị hỏi mình nói vậy thôi chứ nếu mà theo bây giờ thị trường, ví dụ như bây giờ mà giá nó có lên đi chăng nữa mà những cái chậu cũ mình còn mình vẫn bán giá cũ. Dạ. Ok. Dạ. Thì nhìn vậy nhưng cũng... mà cái đợt mà mình hết rồi mình lấy gì mới nữa, gì làm mình phải theo cái giá mới. Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì cái hàng Tết các bạn tùy theo thị trường hot hay không. Để tới cuối ngày mua là chơi gamble ha. Một có là mắc, còn hai là rẻ rề luôn. Còn hai nữa thì lại cho đem về chân luôn. Rồi chân phi luôn. Để qua Tết rồi đâu bán được, giống như bên Việt Nam chờ coi như chợ hoa mà chợ cuối 30 là đem về bưng về chân. Đúng rồi đó. Mà cái chậu này không á là anh bán nhiêu? 20. Hai cái chậu này không là 20. Ừ. Rồi có cái cây khuyên gì vô mà double loại này nè. Double rồi với mình vô rồi bỏ sỏi kia là như cây như vậy mình vô chậu sẵn thì mình bán 65 đồng. 65 đồng. Dạ. Ừ. Vậy nha các bạn. Ừ. Ai muốn mua vô chậu thì có sẵn, còn không thì về tự vô thì anh có bán chậu riêng, cái ấy riêng luôn. Riêng hết luôn. Dạ. Thì mình mua vậy thì rẻ hơn, còn rẻ hơn. Vô chậu thì mình phải về mình về tự ra chậu. Dạ. Thì nó hơi mắc hơn chút. Còn cậu chậu này đẹp nè. Cái chậu này cũng 65 luôn. 65 luôn. À. Cái loại này là loại cái chiều ngang là 1 gang.
hơn chút, bự hơn cái size này các bạn. Nó như vậy thì tiện các bạn ha. Nếu mình thích cái loại size này thì mình lấy size này. Ồ, cái nhánh này đẹp quá hả? Cái nhánh này mấy nhánh luôn á, đẹp quá chừng luôn á. Ồ, bên đây nhánh này cũng đẹp nữa. Đang có bông quá chừng luôn nè. Nếu mà cái chậu mai vậy nè, không vô chậu á, là vừa rồi anh Khoa nói là 30 hả? 30. Còn giờ anh vô chậu như vậy là nhiêu? 40. Ồ, vậy hả? Giống như là đá sỏi, đồ công, đồ đất được là 10 đồng. Ừ. Dạ. Ồ, vậy cũng hay. Đi chậu thôi. Dạ. Nếu các bạn thích mà 30 thì lấy không có chậu đá mà chậu mũ. Phải không? Còn nếu mà vô chậu lại rồi vậy thì 40. Ừ. Dạ. Ồ. Còn các bạn, chân bàn Tết rồi ha. Chân để bàn coffee table á. Nhìn nó đẹp. Mà ai đến trước thì lựa trước, có cái một nhánh, có cái hai nhánh. Cái này một nhánh mà nó có nhiều cái này anh Khoa ha. Ừ, nhiều bông thôi. Dạ. Mỗi em một dẻ. Dạ. Yeah. Có giá luôn, 40. Em thích cái đá màu này anh Khoa. Sáng. Nó sáng mà nó sang. Mới chịu cái màu kem kem này nè các bạn. Nhìn nó nhu mà nó sang. Nhìn bóng như nha. Yeah. Nó bóng mà như ngọc vậy đó. Cái này là loại đá mà người ta finish rồi nè. Đẹp quá. Các bạn thích đá nào? Đá này hay là đá này cũng đẹp nữa nè. Cái này thì nó giống như quét vậy ha. Ướt ướt vậy á. Trời đang mưa đó nè. Dạ. Cây này các bạn thấy đơn giản vậy chứ mai mốt nó nở bông ra rồi mình ngạc nhiên luôn. Đầy cái cây màu vàng hết luôn, không thấy cành. Cái loại mai Nhật này mình thấy đẹp. Anh Khoa vô chậu đủ size, đủ cỡ hết. Loại này là không có gai nha các bạn. Hoa màu này đỏ phải không anh Khoa? Ờ, nó đậm, thiệt là đậm luôn á. Đỏ sắc pháo luôn phải không? Đỏ như thằng này nè. Dạ. Đỏ hơn. Nhưng mà cái này là cánh đơn. Cái này là cánh kép phải không? Dạ. Cây nào cũng có đang có nụ quá chừng luôn. Trời ơi, đẹp chưa? Nụ nó dính liền với nhau, bởi vậy nó ra cái bông xong rồi cái cành mình không thấy luôn là vậy. Quá chừng nụ luôn. Các bạn nhìn cái cây mai đẹp rực rỡ không? Đứng đây á các bạn, không có cần đút mũi vô gì hết á. Cái mùi nó thoang thoảng vậy đó. Quá chừng luôn. Mà các bạn, cái này nó còn nụ nè. Quá chừng nụ luôn. Mà ý là nó vàng vậy rồi ha, mà nó còn nụ nữa, mai mốt nó còn dữ nữa hả? Thì nó trở ra rai từ đây tới Tết thôi, Tết à. Còn mấy tuần nữa hết rồi. Mai mốt còn 2-3 tuần nữa ha. Giờ lại bắt đầu mình chân mình enjoy từ từ được rồi các bạn. Các bạn, cái chậu mai Nhật này rất là đẹp luôn. Mai mốt nó nở bông ra là nguyên một cái chùm trồng do ở trên đây luôn ha. Dạ, trồng do luôn. Dạ. Yeah. Bông hết. Đẹp lắm luôn á. Các bạn có thích hai cái chậu này không? Quá đẹp luôn hả? Cái này đẹp nè, đẹp bự nè, rình rang, nhánh cành cao quá chừng luôn. 1 gang, 2 gang tay, 3 gang tay, hơn luôn, hơn 3 gang tay của mình. Đẹp các bạn ơi, mấy cây mai đào đồ đẹp quá chừng luôn à. Bên này cũng vậy nè, quá chừng đẹp luôn. Ồ, cái chậu này, loại này nó nhiều size anh Khoa hả? Cái size nhiều size á, bự vậy đó. Dạ, yeah, nhỏ nè, vừa rồi size lớn rồi, hôm bữa em thấy có lớn hơn nữa nữa phải không? Lớn hơn nữa thì size bự vậy đó. Dạ, yeah, quá chừng đủ loại size hết. Cho nên các bạn, các cô chú lại đây xem đi để mình biết từng cái chậu. Chứ nhiều khi mình thấy trên video á, nó không có chính xác. Nhiều khi mình thấy nó nhỏ hoặc là khi nó thấy nó bự. Rồi đi đến ra ngoài là mình sẽ thấy nó chính xác hơn. Rồi cái bụi đào này đẹp nè, nhiều nhánh quá chừng ha. Mua sắm hàng Tết các bạn ơi. Quá chừng đẹp luôn. Hồi đứng gần cái nữa bát ngát luôn. Cái này thiếu bao lì xì anh Khoa? Chưa có bao chị cũng lì xì mình đi. Gắn ngay cái bao lì xì vô nữa là còn đẹp nữa. Các bạn ai thích thì bưng cây này về. Coi cái tàn nhánh đẹp không? Quá đều. Đẹp luôn. Dạ. Yeah. Mấy cái này mình bó lại cũng đều đều như hết á. Đẹp. Wow. Này đang bó lại nè, tại sợ đụng nó gãy cành. Chứ bung ra chỗ nó bự quá không? Dạ. Yeah. Mấy cái này chắc ship đi đâu được hả? Không, không cách nào ship được. Nó dễ gãy lắm ha. Mấy cái qua Tết là không ship được, kể cả cây này hay là cây quyên hay cây mai Nhật cũng như không ship được.
Thì ship phải cẩn thận dữ lắm, nhưng mà anh Khoa không có nhận ship đi nha các bạn. Tại vì ship rồi bó lại là gãy tiêu tàn hết, gì bển đâu có chưng được gì đâu. Dạ, để cho năm sau. Cây này là ưa lạnh phải không anh Khoa? Cái này là xíu lạnh mà. Cái này là ở đâu? Cái này là Oregon về hết á. Oregon hả? Dạ, vậy sao người ta nói Đài Loan ta? Vì tại người ta đặt cái tên thôi chứ cái mai này là không phải của Đài Loan đâu, của Oregon á. Vậy hả? Ồ, đẹp quá, thơm quá, thơm ngào ngạt luôn á nha. Trời ơi, cây nè, cây này già, cái gốc bự lắm các bạn, lớn hơn ngón tay trỏ mình luôn nha. Nó đi từ lùi hết các bạn thấy không? Dạ. Gốc rất là bự. Hình ra nó nụ chỗ là nó cũng nụ thôi. Quá đẹp luôn. Cây này đẹp lắm luôn á. Trời ơi, nhánh nào cũng có nụ hết á. Thôi nè. Lờ nó luôn. Trời ơi, cái chậu bên này anh để cái sỏi này đẹp quá hả? Cái sỏi này nó sáng quá các bạn. Nó sáng rực luôn nha. Cái dáng cây này cao nha. Này chắc cỡ 4 găng tay hơn hả? 1 2 3 4 luôn. Đây nguyên một chùm nụ ở đây luôn. Còn ở đây là đang lú lú nụ tròn tròn nè. Cái này cũng có lú nụ đâu. Đá màu này, đá màu đó, các bạn chọn đá màu nào. Cái dáng chậu này cũng có cái hay của ha, nhìn nó giống như cổ xưa vậy. Nó sang mà nó xưa. Mỗi em một vẻ. Nhưng mà em thích cái dáng này anh Khoa. Dáng này nè. Nhìn thấy nó modern. Cây mai nhật vô đây rất là đẹp luôn các bạn. Cái này mình treo bao lì xì vô là thôi như ý luôn. Cái này nửa chỗ như mấy chậu lớn vậy nè, chỗ đẹp lắm. Cái này Tết là bưng vô nhà thôi. Dạ, nhìn giờ thấy. Giờ bưng vô cũng được nữa, giờ mua về là bưng vô được rồi. Dạ, nhìn thấy thanh ha. Bưng vô nhà ấm thì nó nở lại. Nó cao các bạn, đứng dưới đất là nó cao bự bằng cái tầm nhìn của mình. Cỡ ngang ngực vậy đó. Này cao cỡ này nè, anh Khoa mình treo bao lì xì đồ nó mới đẹp. Chứ thấp quá cái mình phải để lên bàn. Thì cái này ví dụ như mình muốn cao nữa thì mình bỏ lên một cái bút gì á. Dạ. Cho lên chút thì nó đẹp thôi. Dạ. Cái chậu bên đây với chậu bên đó mỗi em một vẻ. Cái này thì sang mà sáng, còn cái đó đó thì ngầm ngầm mà sang. Có vẻ đẹp riêng. Dạ. My xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản hay là cùng đi shopping với My ở chỗ khác nữa nha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.